gửi tặng 50 đồng. Xin chân thành cảm ơn chị Bình và chị Hương. Cầu nguyện bề trên ban nhiều phước lành đến chị Bình và chị Hương. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát ngọt ngào dạt dào cảm xúc của chị Thanh Hằng. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào tiếng hát Thanh Hằng. Dạ, xin mời quý vị dìu nhau ra sàn nhảy với điệu cha cha cha.